of thì giờ quý báu của mình. Và để cùng nhau trở về với trung tâm bữa tiệc, một lễ tạ ơn cho bà Lò Thị É trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chân thành kính mời ông bà, chúng ta hãy khẩn trương và trở về sân khấu đi ạ. Đại gia đình hạnh phúc của chúng ta có món quà ý nghĩa thân thương nhất để dành tặng cho ông bà, chúng ta hãy khẩn trương và tiếp cận sân khấu đi ạ. Vâng ạ, đó chính là người mẹ sinh thành ra bà Lò Thị Sỏi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ông bà đã không quên sinh thành nuôi nấng của bố mẹ, cũng có bơm cố rượu hồng và đến để tạ ơn mẹ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đầu tiên cho phép MC Huân Núi và được mang đến đây đời ca và tiếng hát của mình, được mang đến đây nhịp cầu kết nối yêu thương là niềm vui, niềm hạnh phúc, chúc tương lai cho đại gia đình của bà trong buổi trưa ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép MC Hoa Núi xin gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể và quý vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị, các bác anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ban tổ chức chúng tôi sẽ không để quý vị chờ đợi đâu hơn nữa. Và hôm nay đúng ngày lành tháng tốt, đại gia đình của bố Lò Văn Là là con rể của bà Lò Thị É trong buổi trưa ngày hôm nay, và mẹ Lò Thị Sỏi là con gái của bà Lò Thị É trong buổi trưa ngày hôm nay. Quả đúng là công cha trần như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Sinh con cha mong con lớn trưởng thành, có đúc hoạn nạn, có đúc đắng cay. Cha mẹ vẫn chăm con như hoa trên cành. Và hôm nay đây, ông bà đã cố gắng vươn trải mọi khó khăn và cùng nhau tích góp là có mâm cỗ rượu hồng đến để tạ ơn bố mẹ trong buổi của bà Lò Thị É trong buổi trưa ngày hôm nay. Giờ vàng ngọc thì giây phút kim cương đã đến. Ban tổ chức chúng tôi sẽ không để quý vị chờ đợi đâu hơn nữa. Hôm nay đúng ngày lành tháng tốt, ngày 22 tháng 2 năm 2024 và tức ngày 13 tháng 1 năm Giáp Thìn, bữa tiệc được tổ chức tại gia đình của bà Lò Thị É, con rể Lò Văn Là và con gái Lò Thị Sỏi. Giờ vàng ngọc giây phút kim cương đã đến. Mừng lễ tạ ơn của bà Lò Thị É, xin phép được bắt đầu quý vị ơi, nở một tràng pháo tay đi ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị như hương như hoa, lá tỏa sáng là chứng minh cho đại gia đình hạnh phúc của bà Lò Thị É và con rể Lò Văn Là và con gái Lò Thị Sỏi trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì ban tổ chức chúng tôi cũng xin được sự ủy quyền của đại gia đình của bà Lò Thị É trong buổi trưa ngày hôm nay và cũng có đôi lời để cảm ơn đến toàn thể quý vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Các bác anh chị chúng ta đã vứt chút thời gian và ngọc tỷ giờ quý báu của mình và để cùng nhau trở về với trung tâm bữa tiệc mừng lễ tạ ơn của bà Lò Thị É. Thì ban tổ chức chúng tôi cũng không biết nói điều gì hơn. Xin được kính chúc toàn thể quý vị bước sang năm mới năm 2024 sức khỏe dồi dào, phát độc phát tài và luôn thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và chúc toàn thể quý vị chúng ta dùng bữa cơm thân mật mừng lễ tạ ơn của bà Lò Thị É trong buổi trưa ngày hôm nay vui vẻ, hạnh phúc và luôn thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn toàn thể quý vị, các bác anh chị và xin được kính chúc bà sức khỏe luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của các con các cháu. Chúc cho ông bà phát độc phát tài. Vâng ạ. Chúc mừng tin lại tòa mẹ Pì Nòng Hạc Panh ơi, bà đoàn ta sức khỏe để sò đại tàng nà sang bọn cho hơn em Lo Thị E. Các bà mở cái những cái kiện tỏ bàn tỏ khuống tỏ hiên tỏ trầu có bà mít bóng đàn nè, có bà mít khẻ đàn hay chắc bà phải hoay cả bà trăm nằm nằm cả bà khuốn chắc bà buồn đúng chẳng nà buồn pha chẳng đướm buồn pha đướm buồn đuông đướm trẻ phè khùng chẳng xinh lại đu nòi ỏi hạc văn panh rú xí bườn cầu rú cầu vườn tềm xí bườn chẳng ôm mẹ kín khẩu cầu vườn chẳng ôm mẹ kín nông bà trang điên chẳng sùng mẹ trang trùng chẳng nhớ chẳng nháo piếc nông chẳng sùng piếc pha chẳng này mà piếc bò piếc mè hà hơn lục vật trai tuổi xếp sạp chẳng hồ tan phí lục vật nhanh tuổi xếp xí chẳng hồ tan hợp lầy hầm tăng sao xí tan phí nói lại phí nói ở đẹp sao sòng bao nàng trắng pháo qua hay đồ nà bao nàng trắng pháo bày na đồ nồng cho nên lục vật trai sửa phó hùa lông tà sửa phản phá đông lầy chẳng phải đồ bèn kén quan nàng vật nhanh nàng tán tủ tán chu kẽ đèn ba vượn hài song sai tà chó nét chèn kiều cho nên đẩy quan chu là chẳng cất sáu ảo lầy quan báo cánh xảo chẳng cất sự êm hà ải thép bị cài hải còn có trắng ổn diệt sầu trắng ảo diệt đồ sắc phú chành ra chay cửa ba mớ nắng yếu nhiều xiều nòi cho bà chiếc hà phủ tắc nằm sở si má phá đùa sở cồn mò đang gióng giò tạc khách mưng cày báu mi cho bà kheo khen hoặc chào lúc chào tà lúc đà cái tắc cả bồng sống khá bà chiếc hướng nhà giàu bà chiếc tàu diệt chi tết bị cài hải còn khai sắc đón em Lo Thị Sỏi cái bà ải lo bàn lạ cả các diệt kịp tó bàn tó cuống cả bà nó chém đầy bày mi mưa sai chém ma mưa quả hạ đầy chẳng chém đầy ngân xếp ở bờ mặt chẳng chém đầy ngân
ban ảnh bằng hồi chẳng chấm lại ngân nói và xin bằng sau cho ba này kính khẩu đầu có rước xẻ thú đầy rú đầu có rước xẻ cùng cánh ơn mẹ em tan cảnh cảnh cho năng đành rước xẻ cùng bò tan cảnh nhớ cùng ải điện cờ phú lãn phả mau cùng em cảnh sáng nằm đi ngày hỏi bỏ sáng sắt nả dìa dườn khổ khó mi bằng khai sáng bó lắm ải em chẳng bà mi đầu một cu ma cu hát cu chuột mới để khẩn động phóng khèn hả sát bón em lo thì e chẳng dịch vậy chứ đại giòn hảo giòn hẳn chẳng bà sắc bón ải em xung khỏi mưu sai kiếm ma mưu quả hạ này chẳng mi đầu một cu ma đập đông bồng xú chẳng này sổ cáo sổ mây ải em ải lọc bà mè bàn phương lắc chầm hạc bay bãi bìa bang phản thấy đất nữ sở đi hòa bình kiện khí xe máy tái tang đường mắt tủng mắt tôm mắt châm ơn tạo tôi lên sự giúp khỏi bà đón ta giúp khỏi có mi sẵn ơn xưa thứ nhất sở chúc ở em thảo ké mản dân diệt kín khóa tai mà khừng thảo xung đồ xung tẩu mi tang sẵn ình kinh phần lẻ nơ thứ sáu mắt mở sở chúc ở ải lo bằng là cánh bà em lo thì xoài thảo khăn mản dân khẩn dâng dâng sắc cùng phải tháp khẩn giảm giảm sắc tổn bó ma cống ón na đồng không sắc bằng sở sắc ngọt cảnh quay mà lên quay khẩu cổ máy na kín khẩu điện đủ tẩu mà nhớ sùng dao bên đẻ nơ thứ sáu mắt mở bàn vẫn qua sông khỏi sông này tàn là sắc bón chưa lên sưởng em cánh bà phổ mia ông bà sò chung nhau ải em à đọc quả mè bản quảng hâu hào khăn mặn dưng ải nòng đầu hết mít bao sở lại bao phủ chờ bàn ải nòng đầu hết mít làn phủ bao phăng nhen hù làn đà đầu hết mít chu sở lại chu phủ chẳng phăng chẳng hào khăn mặn dưng ông bà bị mở dây mất đi đầy cây mất đi bền hùng sang bờ sở sang nhọt cảnh quay mới đi quay khẩu cùng hãy na kìm khẩu điện đồ tàu mới nhớ sùng dao mê để nơ cá khai bà nà chúc ải em à đọc quả mè bản quảng hâu bền đang đuôi sầu khẩu ba sông giảm quan cả cá khai bà nà cũng mơ mộng đó mất bền xài cũng mơ bài đó mất bền phần cũng mơ măn cánh cà phê mất bền buông bày ca đó mất đầy ngân hán khải quán mất đầy ngân kiều tiêu ta mà lại phải đầy ngân ải em à đâu ơi. Vâng, xin chào kính mời một chị gái trở về tiếp cận sân khấu có món quà ý nghĩa thân thương nhất để dành tặng cho hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin chào kính mời bà Quang Hoan trở về sân khấu để tiếp cận sân khấu đi ạ. Và rất mong tất cả quý vị chúng ta hãy rót hướng đi rượu của mình để cùng nhau chúc cho đại gia đình hạnh phúc của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Sống mấy ảnh em là nọc bà mê bản khuẩn hâu khái đầu khái bay nọ. Đang ngồi chưa đông hôn mà thổi bản vật pha xung khỏi. Sau này chúc nhau ảnh em là nọc bà mê các bà mở nọ. Vâng, xin chào kính mời tất cả quý vị ạ. Hảo khăn mặn dưng mấy đàn ảnh em là nọc ơi. Ăn hai bà mê ảnh lì hầm ấn lầy nữa dây đàn dết con xì mi hàng mi con ta con ta mấy đàn ơi em mà đọc con mẹ ơi hảo khăn mấy đàn ơi. Vâng ạ, xin chào kính mời tất cả quý vị ạ. Nâng đi rượu của mình đây đi ạ và cùng nhau dô được không quý vị ơi. Anh chị em ơi, một hai ba, hai ba, hai ba, hai ba, chúc mừng cho đại gia đình hạnh phúc của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúc tập thể quý vị bước sang năm mới phát đồng phát tài hào khăn mà dưng ải em mà nóng con mê bản cuồng ơi hành quay quay cho mẹn phanh cả đàn ơi hào khăn em ơi khảo ké mà dưng nữa xung đồ xung tàu mới tan sẵn đến kinh phương đàn ơi. Vâng ạ, xin được cảm ơn đại gia đình và xin trân trọng kính mời món quà ý nghĩa thân thương nhất của bà Hoa sẽ có món quà để dành tặng cho hai em của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin chào kính mời món quà ý nghĩa thân thương nhất của bà để dành tặng cho hai em. Chúc mừng tinh này bà mẹ phi nồng hạt banh ơi cùng ải điện cờ phú đáng thỏa mò cùng em cảnh sang nằm đi lầy hoài bó trắng thắt nả dệt dường khổ khó mi bằng sang bón của mẹ ông bà chẳng lại kìm khẩu đầu có bất đứng xỉa thú đầy rũ đầu có bất đứng xỉa cùng cánh ơn mẹ em banh cảnh chân năng đành bất đứng xỉa cùng bò banh cảnh nhớ chẳng kiếm đầy bầy mi cả bà mở chẳng mấy đầu một bú ma bú hát bú chuồng mới thể khẩu đồng tóng khèn là sang bón em bên chảo sửa chảo quần chẳng thế này giòn hảo giòn hẳn sang bón bà Lò Thị Hoa thì nó mấy món quà ý nghĩa thân thương dành hẳn sang ông bà hảo khăn mặn dân hảo xung nào xung đồng mới tang sẵn ý kinh phần để nơi ý nơ. Gia đình của chúng ta hạnh phúc trong năm ạ. Và xin được cảm ơn những tình cảm của các vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin cảm ơn lại gia đình hậu và xin chào.
kính mời đại gia đình của chúng ta hãy trở về hàng bàn hàng tiệp để chúc thiệu toàn thể của ông bà các bác anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay đây ạ. Và một tràng pháo tay để dành lại cho gia đình hạnh phúc của chúng ta quý vị ơi.